cấu hình loa cho những anh em chuyên chơi nhạc mạnh hay nhạc trẻ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái set loa rất là xịn sò đến từ thương hiệu Step của Italia. Với cái cấu hình này chúng ta sẽ có những cái loa, cái DSP và âm ly của các gói âm thanh cao cấp nhưng giá lại hợp lý. Trong cấu hình này chúng ta có thể thấy nổi bật là con súp hơi của Step. Con súp hơi này tuy mới xuất hiện trên thị trường thời gian gần đây, tuy nhiên nó được đánh giá rất cao cả về tính thẩm mỹ lẫn chất lượng âm thanh phát ra. Để kéo cho con súp hơi này thì sử dụng cái âm ly của DLS, cũng là một cái hãng rất là nổi tiếng của Thụy Điển. Tiếp đó là một bộ xử lý tín hiệu tích hợp âm ly của hãng Step. Cái con DSP tích hợp âm ly Step này hiện tại trên thị trường rất là hot và được ưa chuộng, bởi vì thứ nhất là nó có cái tính năng của một bộ căn chỉnh tín hiệu âm thanh từ các cái loa súp hoặc là loa cánh đến vị trí người nghe một cách tối ưu nhất. Thứ hai, nó tích hợp cái âm ly kéo công suất cho cái cặp loa cánh phân tần giúp cho âm thanh được đầy đủ và trọn trịa hơn. Và thứ ba, nó tích hợp cái bộ thu phát Bluetooth giúp cho thu tín hiệu từ điện thoại trực tiếp phát ra và chạy trực tiếp vào DSP, giúp cho tín hiệu âm thanh đạt chất lượng cao khi phát ra loa. Cấu hình chơi nhạc mạnh thì không thể thiếu được yếu tố gia cố cho thùng loa cánh cửa. Chúng ta sẽ sử dụng cái vật liệu damping của Step. Cái vật liệu này sẽ giúp cho thùng loa là cánh cửa vững chắc hơn rất nhiều khi chúng ta mở to volume. Như vậy là với các anh em hay chơi các loại nhạc mạnh hay nhạc trẻ thì rất nên tham khảo cấu hình này, bởi vì là điểm nổi bật của cấu hình này chính là con súp hơi Step. Nó có một cái chất lượng âm thanh ra rất khác biệt so với cả các cái cấu hình thông thường mà sử dụng súp điện trên thị trường hay lắp đặt gần đây.